Lâu nay, các bậc phụ huynh vẫn nghĩ rằng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng mới có nguy cơ gây phản ứng phụ ở trẻ. Tuy nhiên, thống kê của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho thấy tiêm chủng dịch vụ cũng gặp phải phản ứng phụ. Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, tính đến tháng 11 năm 2018, có gần 27.800 trẻ gặp các phản ứng sau tiêm. Trong đó có 32 ca phản ứng nặng, 29 bé trong số này đã hồi phục và có 3 trẻ tử vong sau tiêm các vaccine Quinvasem và BCG. Đáng lưu ý, có 3 trẻ gặp phản ứng nặng sau tiêm chủng vaccine dịch vụ. Cả 3 trường hợp này đều ở Hà Nội. Các cháu đều được cấp cứu kịp thời. Trong số 32 ca phản ứng nặng sau tiêm nói chung, có 20 ca gặp phản ứng sau tiêm vaccine Quinvasem, loại vaccine tương tự Combify. Trong tổng số 3,5 triệu liều vaccine đã sử dụng, 7 trường hợp khác gặp phản ứng nặng sau tiêm vaccine viêm gan B. Một cháu gặp phản ứng sau tiêm vaccine viêm gan B và BCG. Một cháu sau tiêm vaccine BCG. BCG là loại vaccine được dùng để phòng bệnh lao trên tổng số hơn 2 triệu liều đã tiêm của hai vaccine này. Về nguyên nhân gây phản ứng sau tiêm, có 68% các trường hợp được kết luận là do phản ứng quá mẫn với vaccine, sốc phản vệ, 19% các trường hợp là không rõ nguyên nhân, 13% là do trùng hợp với bệnh sẵn có ở trẻ.